trái nguyên gọi tên vùng đất, mía ngọt cam thơm chăm sắc hoa trong năm phù bình. Bác thiên bản địa dòng hoàng sa đại ngàn phố, nhớ con tàu nói chẳng còn tình chuyện tình huyền thoại. Mò thương linh thiêng nơi khởi nguồn là bản thân lương, người kinh thái thổ cùng đồng lòng và kết bên nhau. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Châu Cường, Mường Ham. Xã Châu Cường tổ chức lễ hội Mường Ham năm 2024, và buổi sáng ngày hôm nay là ngày 6 Tết đấy. Hôm nay thì mình cùng với trong đoàn về đây thì xem cái chương trình lễ hội nó như nào. Đó. Về đây thì thấy tất cả mọi người cũng tập trung và về đây tham dự lễ hội rất là đông. Gửi xe thì chúng ta sẽ gửi ở tận dưới này. Tận ở dưới này. Và chúng ta phải đi bộ lên đây. Đây có một chị gái cũng đang đi. Chị là diễn viên trong đội múa à chị? Không, thì trong đội... À, trong đội văn nghệ á? Trong đội văn nghệ múa chứ? Chị là mỗi về đây? Chị là ở xóm Hà Đông ạ. Hà Đông là ở... À, Hà Đông là trên này hả? Dưới. Ô tô mà lấy vào đây thì chặt. Đó. Mua nói. À, đúng rồi, nói gì đi. Hôm nay là ngày lễ, mình sẽ đi. Đã có mặt từ xã Châu Cường, lễ hội Mường Ham. Về đây rất là đông đủ này. Đây là lễ hội Mường Ham nha. Đang có mặt là tại xã Châu Cường nha. Có xe đằng sau, có xe đằng sau, xe ô tô đằng sau. Đúng, đẹp ạ. Chào em. Như vậy là buổi sáng ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái vị khách mời của các huyện thì cũng đang về đây tham dự. Đó, ở đây thì không gian ở đây thì nó rất là nhiều các cái gian hàng bán những cái đồ ăn uống vặt. Và ở bên này là bên trung tâm sân khấu. Và những cái đội văn nghệ thì cũng đang bắt đầu. Đó. Những trang phục rất là đẹp và rất là rực rỡ luôn. Chào mọi người. Chào các em nhé. Và ngày hôm nay thì cũng được của
một người em làm bên chương trình quay phim phóng sự cười á, đó là tóc long hành. Lúc sáng có nghe em đó gọi rồi nhưng mà không biết là em ở đâu, chắc là đang đứng ở đâu bên này. Các bạn thân mến, như vậy là trong một buổi sáng đầu xuân 2024 và ngày hôm nay là ngày 6 Tết, chương trình lễ hội Mường Ham này cũng đón nhận bằng cấp tỉnh, đó là di tích lịch sử được công nhận đón bằng. Còn bên này thì mọi người đang chơi bóng, nó vẫn còn cái môn thể thao bóng chuyền. Và ngày hôm nay thì mình cũng có hai em đồng hành cùng kênh, thì mọi chương trình diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay thì hy vọng sẽ đem lại cho tất cả mọi người một cái nhìn, có một cái khách quan hơn và vẻ đẹp hơn, hiểu sâu về những nét văn hóa phong tục của đồng bào dân tộc Thái, xã Trực Cường nói riêng và tất cả các huyện khác nằm trên địa bàn của tỉnh Nghệ An nói chung. Và lát nữa chúng ta sẽ được xem những cái tiết mục văn nghệ rất là độc đáo nhất. Nào đi sang bên này đi. Khi mà chúng ta về đây thì chúng ta sẽ được xem được những cái bộ trang phục của các chị em, nó rất là đẹp và rất rực rỡ. Đây. Trung đang review. Xin mời khối học sinh và khối câu lạc bộ tham gia phần biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng. Chúng ta trở về vị trí của mình. Hai em ơi, bây giờ vô đứng chụp hình với mấy các em bé này đi. Chào các cháu nha. Cho chú chụp cho hai o này chụp một tấm hình đúng không? Rồi. Chụp anh. Rồi hai bé đứng sang bên này. Ông đứng ra đằng sau đi. Đó, được. Em bé ơi, đứng vào đây chú nào. Được. Rồi chụp nha. Các em ơi cho chú chụp tấm hình nào. Đó. Mình đứng vòng tròn này. Ở đó, vòng cung ra đây. Được. Đúng rồi. Cho em bé này sang bên này một đứa đi. Em sang bên góc này đi. Đó. Rồi. Và hôm nay được chụp một tấm hình lưu niệm với tất cả các em gái và cũng là diễn viên đội múa ở trong đội văn nghệ của chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Đó, rất là đẹp luôn. Chụp nhá. Một hai, cười tươi nhá. Một hai. Tiếp này, tiếp cái như này. Rồi. Một hai. Rồi ok. cho gì chụp với hai em gái này đi. Hai gì? Đứng giờ. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Này. Chụp nha. Một hai. Ba. Một hai. Ok. Gì chụp không? Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng.
Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang phía trước đây để quay toàn cảnh cho một lần nữa xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý, toàn thể nhân dân chúng ta tập trung về trước khán đài để chúng ta thực hiện các nội dung phần lễ. Chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay là chủ yếu là chúng ta sẽ được thưởng thức là xem là phần lễ trước đó. Và hiện tại trong màn hình thì mình đã thấy người em của mình, đó là Tóc Long Hành. Tóc Long Hành là trong những một người em làm bên truyền thông rất là tốt ở bên Quân Khuông. Và ngày hôm nay thì xã Châu Cường cũng bên ban tổ chức cũng có một cái lời mời. Thì em cũng đang về đây để ghi hình. Cái khúc này thì mình không thể quay ở trong những cái đại biểu bên kia. Và lát nữa thì mình sẽ quay hậu trường toàn cảnh ở trong buổi sáng ngày hôm nay thôi. Vì mình là một người vlog cá nhân thì mình sẽ quay gì liên quan đến cái gì mà mình cá nhân ấy. Đó. Lát nữa thì làm lễ xong thì nó sẽ có những cái tiết mục chương trình văn nghệ thì sẽ có những cái sẽ có rất là nhiều những cái tiết mục rất là hay đặc sắc liên quan đến cái văn hóa lịch sử của đền Mường Ham. Còn cái hang của nó thì chúng ta sẽ đi ở hướng này lên. Đấy. Chúng ta đi hướng này lên trên kia. Thì cái hang thì hầu hết là chắc là mọi người cũng không có nhiều người đi thăm hang lắm đâu, vì vào trong kia thì nó rất là tối á, và nhiều người cũng có một cái sự e ngại và sợ. Đó. Ở đây thì cũng có cả một người bác, cũng là một người anh, đó là Thanh Trương Gió Lào. Anh cũng là một trong những người con của mảnh đất Châu Cường. Đây, Tóc Long Hành và Thanh Trương Gió Lào đây. Và mình sẽ quay trong cái hậu cảnh trường trong buổi sáng ngày hôm nay thôi. Ở bên này thì tất cả các dàn diễn viên của các dàn diễn viên múa của các xã cũng đang chuẩn bị ở đây. Đây là bản Nát, bản Mường Ham. Bản Nhòi này, xóm Đa Hà Đông, xóm Hà Đông, xóm Đông Tiến. Hôm nay thì phải nói là một ngày rất là tuyệt vời khi mà xã Châu Cường khôi phục lại và tổ chức một cái chương trình di sản di tích lịch sử của xã nhà. Đây là một cái điểm phải nói là rất tuyệt vời cho xã nhà cũng như là trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Thank you.
là một người anh cũng làm bên chương trình truyền thông của xã nhà, đó là anh Thanh Trương, gió Lào Thanh Trương đó. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả những xã được tham gia ở đây thì cũng đang có những cái tiết mục chuẩn bị cho buổi diễn buổi sáng ngày hôm nay. Hiện nay đã đến giờ tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Mường Hàm xã Châu Cường. Bên này thì bên các đội múa thì có những cái trang phục rất là đẹp. Khi mà chị em về đây thì mọi người cũng rất là giỏi về những cái công việc gia đình, nhưng mà trong những cái chương trình lễ hội như này thì mọi người cũng có thêm cho mình những cái kiến thức về các cái tiết mục múa, đặc biệt nhất là những cái điệu múa của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Cùng các tác phẩm Nhân Thái nhớ về Tảo Nội, Huyền Thoại Cổ Tinh sáng tác âm nhạc Mai Cường, Miền Tây Khúc Hát Tự Hào sáng tác âm nhạc Trần Viết Kỳ, Quỳ Hợp Quê Mình Thương sáng tác âm nhạc Hồ Hữu Thới, tác phẩm Đón Nội Mùa Về thơ Cao Đất Trùng âm nhạc Tĩnh Phong, và chương trình do Đội Văn Nghệ của xã Châu Cường cùng với các trường học trên địa bàn xã Châu Cường phối hợp thực hiện. Chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
bàn tay cánh tà phù. Nguyên gọi tên vùng đất, mía ngọt cam thơm, trăm sắc hoa trong năm phủ quỳ. Tháng tiên bàn biếc nhớ công tao nói, chẳng buồn tính chuyện mình huyền thoại. Mò thương linh thiêng nơi khởi nguồn là vạn lần lương. Người kinh thái thổ cùng đồng lòng và kết bên nhau, buôn bán dựng xây để quê hương ngày càng đổi mới. Cầu mùa ông mô xin ngày buồn sáng soi, tâm tình tầm tha anh hùng em đã về thương trăm mùa lễ hội. Nhiều khắp năm mưa nhưng còn chưa thăm vạn rừng núi. Về đây bên nhau ta cùng vui mua, về đây bên nhau ta cùng vui mua. Bạn lắm ta rộn ràng tiếng ta, trong các thơ hoa đang bác hồ. Và cùng tiếng ta, con ngồi mua đi. Bạn lắm ta rộn ràng tiếng ta, trong các thơ hoa đang bác hồ. Và cùng tiếng ta, lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Mường Ham, xã Châu Cường. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của các thành viên, các đội văn nghệ và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và chúng ta chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Như vậy là chương trình buổi lễ trong buổi sáng ngày nay đã kết thúc rồi mọi người ạ. Đó. Đây là một cái khâu chuẩn bị rất là gọn gàng, cùng với những cái trang phục của các chị em. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân. Như vậy là một vinh dự lớn đã đến với Đảng bộ nhân dân xã Châu Cường nói riêng và huyện Quỳ Hợp nói chung, đó là đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định về xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Mường Ham. Đây là sự mong mỏi bấy lâu nay của cán địa phương. Đặc biệt lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích đền Mường Ham đã gắn với lễ hội Mường Ham năm 2024. Trong giờ phút trang trọng này, ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trương Thị Giang, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin sẽ lên tuyên bố lý do giới thiệu. Trưởng phòng văn hóa thông tin. Xin trân trọng kính mời. Thank you.